Nữ hoàng nội y Ngọc Trinh có nhan sắc nhất nhì showbiz Việt, cũng chính là nữ hoàng tai tiếng. Ngọc Trinh luôn là tâm điểm chú ý của dư luận mỗi khi xuất hiện. Được biết đến với nhiều phát ngôn gây sốc, vung tay, vô tội vạ và hoàng hiệu, Ngọc Trinh là một cái tên chưa bao giờ hạ nhiệt trong hơn 10 năm qua. Bên cạnh sự nghiệp, người mẫu thăng hoa, chuyện tình cảm của cô nàng cũng là một đề tài khiến cho mọi người tò mò. Ngọc Trinh tên thật là Trịnh Ngọc Trinh, sinh năm 1989, quê quán Trà Vinh. Ngọc Trinh sinh ra trong một gia đình khó khăn ở trung tâm chợ Cầu Quan, trên đường Trần Hưng Đạo, Tiểu Cần, Trà Vinh. Thật không may mắn cho cô khi mới 6 tháng tuổi mẹ đã mất. Sau đó cha cô gà trống nuôi con cho đến năm 1996 thì cô làm mai bà Nguyễn Thị Phương cho ba mình. Và từ đó cô có một gia đình êm ấm cho đến tận bây giờ. Sự nghiệp của nữ hoàng nội y Ngọc Trinh. Tuy đã có mẹ nhưng cuộc sống gia đình vẫn chưa vượt qua giai đoạn khó khăn. Cô cùng với anh chị em lên Sài Gòn học pha chế tại một quán pizza. Tại đây cô may mắn gặp được ông bầu Vũ Khắc Tiệp và bắt đầu hành trình đầy sóng gió và trở thành nữ hoàng nội y tới ngày hôm nay. Giai đoạn đầu, Ngọc Trinh tham gia nhiều chương trình sắc đẹp danh giá, tiếp đến là các chương trình người mẫu quảng cáo. Cho đến năm 2011, hình tượng nữ hoàng nội y của Ngọc Trinh được hình thành dần và chiếm vị trí độc tôn cho đến hiện tại. Các giải thưởng Ngọc Trinh đã đạt được: giải phụ cuộc thi Hoa hậu trang sức, giải người đẹp ăn ảnh siêu mẫu Việt Nam 2005, giải hoa khôi thời trang của cuộc thi Hoa hậu trang sức 2007, tham gia Hoa hậu Việt Nam quốc tế tại Long Beach, California, Mỹ năm 2011. Bên cạnh vai trò là người mẫu đóng quảng cáo, trong thời gian gần đây, Ngọc Trinh còn thử sức mình với vai trò diễn viên. Mới khập khiễng bước vào nghề, cô không thực sự thành công với vòng eo 56 và sau đó có sự tiến bộ vượt bậc ở Vu Vi Đại Náo. Tuy còn khá mới mẻ nhưng cô đã rất cố gắng, nghiêm túc nên đã để lại trong lòng khán giả một lối diễn xuất mộc mạc, tự nhiên. Ngoài ra, Ngọc Trinh còn là nữ doanh nhân trẻ khá kính tiếng từ năm 2012. Hiện cô đang sở hữu một nhãn hàng thời trang, một nhãn hàng mỹ phẩm, một spa tại thành phố Hồ Chí Minh và cô còn đầu tư vào lĩnh vực bất động sản. Khi đã có sự nghiệp ổn định, Ngọc Trinh không quên công ơn sinh thành, nuôi dưỡng của cha mẹ. Cô đã xây dựng ngôi nhà khang trang 2 tầng với đầy đủ nội thất và trợ cấp hàng tháng cho bố mẹ ở quê. Hiện tại thì cô cũng sở hữu căn nhà hiện đại và sang trọng. Nổi tiếng là vung tiền cho việc mua hàng hiệu. Mỗi lần sinh nhật, Ngọc Trinh lại thay xe. Giày dép thì lên đến hàng chục trăm triệu đồng, còn túi sách thì có giá trị hàng tỷ. Scandal của Ngọc Trinh. Vừa bước chân vào nghề, Ngọc Trinh đã vướng phải scandal, bị tước danh hiệu Hoa hậu dạ hội trong cuộc thi Nữ hoàng trang sức năm 2007 vì chưa hoàn thiện hồ sơ. Đến năm 2011, những hình ảnh thoát lạc tại vũ trường, clip khoe hàng hiệu và mác chân dài não ngắn thật sự đã đả kích lớn cho cô và gia đình. Bước vào làng giải trí với ngoại hình xinh đẹp nhất nhì showbiz Việt, ngoài biệt danh nữ hoàng nội y, Ngọc Trinh còn được biết đến với danh hiệu nữ hoàng thị phi. Khác với đa số những người nghệ sĩ khác, cô chưa bao giờ phủ nhận gốc quê của mình, sống thành thật khi thừa nhận mình là người thứ ba, có đại gia đứng sau lưng. Đặc biệt với phát ngôn chất lừ, không tiền cạp đất mà ăn. Phải công nhận nếu đa số nghệ sĩ khoác lên mình bộ dạ hội lộng lẫy, che đi những khuyết điểm vốn có thì Ngọc Trinh lại phơi bày tất cả. Nguyễn Khắc Tiệp đã thành công khi xây dựng hình tượng nữ hoàng nội y cho Ngọc Trinh. Kéo dài hơn 10 năm qua, bước lên dư luận và tai tiếng, cô vẫn giữ vững vương miện của mình, không dừng lại ở con đường nghệ thuật. Cô khá thành công khi đầu tư vào kinh doanh và sở hữu khối tài sản kết xù. Nhưng về đường tình duyên thì cô đầy lận đận. Ba cuộc tình tan vỡ, sự thật phũ phàng là mong ước của Ngọc Trinh đến bây giờ vẫn chưa thành sự thật. Không còn là những tin đồn vô căn cứ, chuyện Ngọc Trinh chia tay bạn trai đại gia đã được chính người đẹp xác nhận trên mạng xã hội và mối tình này của Ngọc Trinh diễn ra trong 2 năm. Đây là người đàn ông đến bên cô ngay sau khi chuyện tình với tỷ phú Hoàng Kiều. Trong thời gian yêu nhau, Ngọc Trinh từng hết lời khen ngợi. Cô cho biết đây là người đàn ông hiểu cô nhất, chiều cô nhất và là chỗ dựa vững chắc cho cô lẫn về kinh tế và tinh thần.
Sau khi đánh mất tình yêu với người trong mộng, Ngọc Trinh không cho thấy được sự đau buồn nào khi vẫn đăng ảnh tươi cười và sau khi rời khỏi vòng tay của vị đại gia thứ ba của cuộc đời mình. Có vẻ như cô không quá bất ngờ hoặc là quá quen với chuyện tình tan vỡ. Nhìn lại đường tình của Ngọc Trinh, đúng như tiêu chí cô thường lựa chọn những đại gia lớn tuổi và có kinh tế vững vàng, chiều cô hết mực. Nhưng tất cả đến bây giờ vẫn khép lại trong dở dang. Mối tình đầu của Ngọc Trinh là đại gia Singapore bí ẩn kéo dài 7 năm. Số lần người đàn ông này lộ diện đếm trên đầu ngón tay. Trong mối quan hệ này, Ngọc Trinh là người thứ ba và cô chấp nhận điều này. Cô từng chia sẻ, ở vị trí nào cũng vậy thôi. Khi mình nói thật ra, người ta chửi một lần rồi thôi, không còn chửi đi trở lại. Giống như tôi bắt lỗi một người, khi mà người ta đã nhận lỗi, mình chửi cho hả dạ rồi thôi. Nhưng mà nó chối thì mình cứ chửi hoài. Cuộc tình tiếp theo là những ồn ào liên tục với tỷ phú Hoàng Kiều. Cô công khai tình yêu với vị đại gia nổi tiếng vào tháng 11 năm 2016. Lúc đó Ngọc Trinh 27 tuổi, còn nửa kia là 72. Thế nhưng mối quan hệ này chỉ kéo dài được 2 tháng ngắn ngủi. Tỷ phú Hoàng Kiều trong chia sẻ với báo giới tiết lộ Ngọc Trinh không muốn gắn bó dài lâu. Dù trước đó cả hai từng có những bước tiến thần tốc trong chuyện tình cảm với nhau. Ba cuộc tình tan vỡ và sự thật phũ phàng là mong ước của Ngọc Trinh đến bây giờ vẫn chưa thể thành sự thật. Sau khi chia tay bạn trai đầu tiên, Ngọc Trinh cho biết cô muốn kết hôn và sinh con trong vòng 2 năm nữa. Tuy nhiên khi bày tỏ thì bạn trai gần 50 tuổi của cô lại không có động thái gì mà chỉ im lặng và suy nghĩ, nên người đẹp không tiếp tục đề cập. Tuy buồn nhưng Ngọc Trinh cho biết cô hiểu bạn trai có nỗi niềm riêng nên không thể ép buộc. Ngọc Trinh thậm chí còn rơi nước mắt khi chia sẻ về chuyện tình cảm của mình. Nhiều người cho rằng có lẽ tới thời điểm này Ngọc Trinh cũng chỉ là biết trông chờ vào số trời chuyện kết hôn hay sinh con chứ không chủ động được. Hoặc có thể cô nên thay đổi gu bạn trai thì mọi chuyện sẽ khác hơn. Và giờ đây sau tất cả cô lại trở về với hội độc thân và mong ước kết hôn, có con cũng chưa thể chạm tới.